Sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Sơ lược về cuộc thi lần thứ 51 năm 2022, trên địa bàn tỉnh có sự tham gia của 166 trường học với hơn 33.000 bài thi đúng thể lệ. Kết quả, tỉnh Thừa Thiên Huế có 10 giải cá nhân, trong đó có 1 giải ba, 3 giải khuyến khích, 5 giải trưởng phòng, 1 giải khuyến tật và 1 giải tập thể. Với năm 2023 này, cuộc thi viết thư UPU quốc tế được phát động với chủ đề Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết một bức thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình. Đây được đánh giá là một chủ đề rất thú vị để các em học sinh có thể hóa thân thành hình mẫu của những siêu anh hùng, thể hiện được ý tưởng, suy nghĩ của mình trong việc kiến tạo một thế giới an toàn cho trẻ em. Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn các em học sinh của Thừa Thiên Huế sẽ cố gắng thể hiện hết tài năng, sự sáng tạo của mình để viết lên những bức thư thật ý nghĩa. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền và phổ biến sâu rộng cuộc thi đến tất cả các em học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, động viên khích lệ học sinh ở các cấp học tham gia cuộc thi, giúp các em có cơ hội thể hiện bản thân, bày tỏ quan điểm, nhận định của mình về các vấn đề xã hội.